Và em xin giới thiệu chị Yuri, chuyên viên tư vấn bên em sẽ chia sẻ một chút về chủ đề nóng hổi partner và spouse visa. Xin chào chị Yuri. Xin chào Hana và xin chào tất cả các anh chị đang đón xem cái buổi livestream ngày hôm nay. Thì em xin được giới thiệu, em là Châu Ngọc, mọi người thường gọi em là Yuri. Thì em là đại diện của đội tư vấn luật sư và du học của công ty 012 Global. Thì hôm nay em rất là vinh dự và vinh hạnh được công ty và được Hana mời đến để chia sẻ cũng như là giải đáp thắc mắc những cái câu hỏi đang là phổ biến và được các quý vị đặt ra nhiều nhất với công ty trong thời gian vừa qua. Và để bắt đầu thì chị có thể chia sẻ sự khác biệt giữa spouse visa và partner visa không ạ? Cảm ơn câu hỏi rất là thú vị của Hannah nhá. Thì đây là câu hỏi mà Châu Ngọc cũng như là bộ phận visa đã nhận được rất là nhiều từ quý vị, đấy là sự khác biệt giữa spouse visa và partner visa ở UK. Thì có 3 điểm đáng lưu ý nhất. Thứ nhất, đấy là giấy đăng ký kết hôn. Thứ hai là thời gian chung sống giữa các cặp đôi, và thứ ba nữa là theo diện 10 năm hay là 5 năm. Cảm ơn chị ạ. Câu hỏi tiếp theo là làm spouse visa ở Việt Nam có được không? Cảm ơn rất là câu hỏi thú vị của bạn khán giả nào đấy đặt cho Hannah nhá. Thì để trả lời cái câu hỏi đấy là làm spouse visa ở Việt Nam có được hay không, thì trong học xin trả lời với quý vị, đấy là công ty hoàn toàn giúp khán giả là hoàn toàn được nhá. Đấy là có thể đăng ký kết hôn tại Việt Nam và sau đấy thì mình có thể apply visa từ Việt Nam sang UK. Thì hồ sơ sau đấy thì cũng sẽ tương tự như khi apply tại UK thôi, đấy là sẽ gồm có mình phải chứng minh cái mối quan hệ giữa các cặp đôi với nhau, thứ hai nữa là chứng minh thu nhập, thứ ba nữa là khả năng tiếng Anh nhá. Thì để hiểu rõ hơn về chứng minh mối quan hệ như thế nào, cách chứng minh mối quan hệ, chứng minh thu nhập, thì tại vì là mỗi cặp đôi thì sẽ có những cái quy định mức chứng minh thu nhập khác nhau và cũng như về khả năng tiếng Anh nữa, thì để mà hiểu hơn chi tiết thì các bạn sẽ phải nên là nên liên hệ Thông Ngọc hoặc là liên hệ cái bộ phận đội visa của công ty 012 bằng cách là inbox số điện thoại hoặc là địa chỉ email ở phía dưới á. Thì sau cái buổi livestream này thì các chuyên viên bên Châu Ngọc sẽ liên hệ trực tiếp để có thể giải thích cách tốt nhất cho các bạn để có thể apply spouse visa hay là ở Việt Nam nhé. Cảm ơn chị Dư đã chia sẻ. Câu hỏi tiếp theo em dành cho chị đó là visa du lịch thông thường có chuyển sang spouse visa được không? Cảm ơn câu hỏi rất là thú vị của Hannah. Thì mình xin trả lời cái visa du lịch theo diện visa visitor standard đó, thì mình sẽ không thể chuyển sang dạng spouse visa được nhá. Mà nếu mà muốn chuyển sang UK để kết hôn thì bạn phải cần apply theo dạng là marriage. Cần phải apply theo dạng marriage visitor visa nhá. Thì để mà có thể biết được cách apply cái loại visa để sang để anh để cưới, sau đấy mình công ty Châu Ngọc sẽ hoàn thành giúp bạn apply theo đại diện là sang UK để mà có thể theo dạng visa xin visa kết hôn đấy. Thì để mà biết cách để làm sao để có thể apply visa từ Việt Nam để sang Anh kết hôn thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp với Châu Ngọc để biết là mình sẽ cần phải chuẩn bị những giấy tờ như thế nào, hồ sơ như thế nào để có thể trình bày và giải trình với đại sứ quán cũng như là văn phòng nộp hồ sơ tại Việt Nam là mình sẽ sang UK vì mục đích là kết hôn. Sau đấy thì sau khi có cái visa này mình sang UK thì mình sẽ Châu Ngọc sẽ cùng với công ty sẽ giúp bạn apply theo dạng là visa sport visa đấy. Thì cái này bạn sẽ không cần lo đâu nhá, tại vì bên công ty Châu Ngọc đã hoàn thành rất là nhiều bộ hồ sơ theo dạng sang UK theo dạng marriage visitor visa, sau đấy sang UK để apply theo dạng sport visa rồi nhá. Cảm ơn chị Ngọc đã chia sẻ. Em có một câu hỏi từ một vị khán giả. Câu hỏi là cần chứng minh thu nhập bao nhiêu vậy từ bạn Nguyễn Hải Yến? Cảm ơn câu hỏi rất là thú vị của bạn Nguyễn Hải Yến. Thì câu hỏi của bạn là chứng minh thu nhập bao nhiêu, thì cái này bạn hỏi khá là chung chung, nhưng mà tuy nhiên thì chắc là mình đang nói về vấn đề spouse visa nên là bạn đang hỏi về cái vấn đề chứng minh thu nhập của spouse visa đúng không ạ?
Thì mình rất là cảm ơn câu hỏi của bạn. Thì để giải thích rõ hơn về câu hỏi của bạn á, thì thường thường các cặp đôi phải chứng minh thu nhập đấy là các cặp đôi phải chứng minh combine giữa hai bạn đấy là 18.680 và hoặc là có saving đủ 62.500 các bạn nhá, tầm khoảng 3 tỷ ở Việt Nam trong sổ tiết kiệm đấy. Tuy nhiên thì vì cái đợt dịch này nên là trong thời gian này thì là thu nhập của mỗi người sẽ là nó sẽ không ổn định ấy. Thì bên Châu Ngọc và bên đội luật sư đã nhận được rất là nhiều câu hỏi về vấn đề là ở đợt dịch này thì thời điểm dịch này thu nhập của các bạn không ổn định, thì các bạn không đủ cái thu nhập là 16.680 và không đủ saving 62.500 để mà có thể apply visa đấy. Thì bên luật sư của Châu Ngọc cũng đã giúp và giải trình UKVI để khách hàng với khách hàng, và khách hàng đã nhận được rất là nhiều visa. Như các bạn đã theo dõi cái trang Facebook của công ty 012 Global đã cập nhật rất là nhiều bạn theo diện visa for visa vừa rồi và đã apply thành công đấy. Thì các bạn công ty của Châu Ngọc luật sư đã giải giúp các bạn để giải trình. Tuy nhiên thì theo mỗi trường hợp case by case, tức là tùy trường hợp khác nhau, thì sẽ có cái mức giải trình thu nhập khác nhau, nên là tốt nhất là các bạn sẽ liên hệ trực tiếp với Châu Ngọc và với công ty 012 Global để biết là chính xác là mình nên là mức thu nhập như thế nào. Và các bạn hãy để lại số điện thoại ở phía dưới cùng với địa chỉ email, thì sau cái buổi livestream này thì các cộng sự viên của đội visa sẽ liên hệ trực tiếp với các bạn để mà có thể có hướng giải quyết tốt nhất cho các bạn nhé. Cảm ơn chị rất là nhiều. Chị có thể nhắc lại cho bạn Nguyễn Hải Yến là điểm khác biệt chính của Spouse và Partner Visa được không ạ? Cảm ơn Nguyễn Hải Yến. Chắc là mình đã nói ở phần đầu livestream, nhưng mà chắc là bạn vào sau nên là không sao, mình sẽ trả lời lại cho bạn nhé. Đấy là điểm khác biệt chính giữa Spouse Visa và Partner Visa, đấy là gồm có 3 điểm đáng lưu ý nhất. Đấy là thứ nhất là gồm giấy đăng ký kết hôn để chứng minh cái mối quan hệ này các bạn đã kết hôn với nhau rồi. Thứ hai nữa là thời gian chung sống. Nếu mà các bạn thời gian chung sống giữa các cặp đôi, nếu mà thường cho partner visa thì thời gian chung sống sẽ là tối thiểu là 2 năm hoặc là ít nhất là 18 tháng, hoặc là theo diện 5, 10 năm hay là 5 năm. Cảm ơn Nguyễn Hải Yến nhá. Và Yến vẫn muốn hỏi thêm một câu nữa là bên công ty mình có hỗ trợ thủ tục cưới không ạ? Cảm ơn Nguyễn Hải Yến đã rất là nữa đã rất là hỗ trợ cái buổi livestream này và đặt rất là nhiều câu hỏi cho công ty 012. Thì để mà trả lời của câu hỏi của Nguyễn Hải Yến á, thì bên công ty mình có hỗ trợ thủ tục cưới nhá. Thì Nguyễn Hải Yến hãy liên hệ với công ty mình để công ty mình biết là bạn sẽ muốn hỗ trợ thủ tục cưới như thế nào, thì công ty mình sẽ hỗ trợ bạn cụ thể hơn và để tư vấn được bạn theo hướng đúng nhất bạn nhé. Bạn hãy để lại số điện thoại và địa chỉ email phía dưới, thì sau cái buổi livestream này thì bên mình sẽ liên hệ luôn với bạn. Cảm ơn bạn. Cảm ơn chị Yuri rất là nhiều. Mọi người có thêm câu hỏi gì nữa không ạ? Chị Yuri đang rất muốn giải đáp tất cả những thắc mắc của mọi người ạ. Bạn Nguyễn Vũ Phương Hoa có một câu hỏi dành cho chị Yuri. Có giấy đăng ký kết hôn ở Việt Nam rồi, có dùng để apply được không chị? Theo như mình vừa trả lời thì khi bạn đã có giấy đăng ký kết hôn ở Việt Nam rồi thì Phương Hoa hoàn toàn có thể apply được dạng spouse visa từ Việt Nam sang UK nhá. Thì bạn sẽ cũng tương tự như cái quá trình apply visa cũng như ở trong UK đấy, là mình sẽ cần phải chứng minh mối quan hệ như thế nào này với bạn trai, và thứ hai nữa là phải chứng minh thu nhập với bạn trai, thứ ba nữa là khả năng tiếng Anh. Thì để biết rõ hơn về cái việc là làm sao để bạn có thể chứng minh cái mối quan hệ với bạn trai, làm sao bạn có thể chứng minh cái thu nhập đủ và điều kiện như thế nào, cũng như là cái điều kiện tiếng Anh, thì bạn hãy liên hệ trực tiếp ngay với Châu Ngọc để Châu Ngọc có thể giúp bạn apply theo diện Spouse Visa ngay nhá. Cảm ơn Phương Hoa. Cảm ơn chị Dương Lý rất là nhiều. Và em cũng muốn nhắc lại là mọi người nhớ điền số có 5 chữ số để được tham gia vào cuộc thi vào tháng 11 này. Cuộc thi giành được 200 bảng dành cho dịch vụ 012 Global. Các bạn chỉ cần điền 5 chữ số vào trong phần bình luận và chụp hình lại con chữ số đấy
Và để cuối tháng chuyên viên tư vấn sẽ liên lạc lại với người chiến thắng và chúng ta có thể nhận phần thưởng ngay. Tiện đây cũng có một câu hỏi nữa của bạn Hiếu Hiếu Hồ. Bạn nói em là du học sinh và em có bạn gái là người Anh. Tháng 1 này em sẽ hết visa. Thì chị có phương pháp nào dành cho bạn Hiếu không ạ? Cảm ơn bạn Hiếu Hồ nhá. Thì câu hỏi của Hiếu Hồ rất là thú vị, là em là du học sinh, em có bạn gái là người Anh và tháng 1 tới thì sẽ hết hạn visa. Thì chị muốn tư vấn, cần sự tư vấn từ chị. Đây là câu hỏi mình nhận được khá là nhiều, thì là mình cũng tham gia cái mảng du học của công ty 012 và các bạn khi mà chuẩn bị hết visa thì cũng đặt cái câu hỏi này với mình rất là khá là nhiều. Và mình qua đây thì mình cũng vinh hạnh là sẽ giải thích với các bạn sinh du học sinh sinh viên luôn cũng có cùng thắc mắc với Hiếu Hồ như thế này. Thứ nhất đấy là visa của em là visa du học sinh sẽ là Tier 4, thì mình sẽ có thể apply các dạng để có thể gia hạn visa của em nhé. Tại UK đấy là sẽ gồm có các lựa chọn như sau. Đấy là thứ nhất là em có thể apply thêm dạng là em học thêm bằng, đấy là bằng thạc sĩ hoặc là bằng thứ hai của thạc sĩ nếu mà em muốn. Em hiện tại vì chị cũng chưa biết là em hiện đang là du học sinh đại học, vừa học đại học xong hay là đã học thạc sĩ ở UK rồi đấy. Thì thứ nhất là em có thể apply theo dạng là nếu mà em đang vừa học đại học xong thì em có thể apply theo là học thêm một cái bằng thạc sĩ nữa, hoặc là bằng thạc sĩ thứ hai, hoặc là theo học theo tiến sĩ đấy. Thì công ty 012 Global vừa qua thì đã giúp hàng trăm học sinh gia hạn visa bằng cách là apply theo bằng Master hoặc Second Master hoặc là PhD là học theo tiến sĩ đó. Thì các bạn đấy đã thành công và đã nhận được visa khá là thành công rồi. Thì các bạn theo dõi Facebook của công ty 012 Global đã biết cái về vấn đề này đúng không? Hoặc là những bạn mà đã, nếu mà còn đối với những cái bạn mà trường hợp khác nhá, đây là chị cũng nói giải thích thêm, đấy là những bạn mà visa hết hạn vào thời gian hè 2021 á, thì mình sẽ có thể chuyển sang nhiều option hơn. Đấy là mình có thể chính phủ Anh dân quốc rất là khuyến khích các bạn, đấy là 2 năm cho những bạn vừa tốt nghiệp đại học hoặc thạc sĩ tại Anh, hoặc là đối với 3 năm cho những bạn đã có bằng tiến sĩ ở Anh rồi đấy. Hoặc là các bạn cũng có thể theo dạng sau visa nếu mà đã người yêu tại Anh quốc rồi, hoặc là đã settle tại Anh, hoặc là có visa tị nạn 5 năm rồi đó. Hoặc là các bạn cũng có thể lai dạng khác, đấy là dạng tier 2, là gói dạng tier 2 cho những bạn mà đã có internship tại UK rồi. Thì vừa qua công ty 012 cũng đã hỗ trợ và giúp các trăm bạn học sinh đã có thành công apply visa loại tier 2 rồi đấy, đã tìm được cái công việc thích hợp và hỗ trợ mức lương phù hợp với các bạn. Và cái loại cuối cùng đấy là start up, gọi là innovative visa đấy. Đấy, đấy là toàn bộ những cái visa mà các bạn có thể tham khảo và có thể apply. Và nếu tại vì là Hiếu Hồ, chị cũng chưa biết là cụ thể Hiếu Hồ đang là học chương trình gì ở UK, và bạn gái em cũng như học chương trình ở UK, thì em có thể liên hệ trực tiếp ngay với chị nhá. Em để lại cái số điện thoại ở ngay phía dưới á, hoặc là liên hệ trực tiếp inbox vào cái trang fanpage của công ty 012 Global, hoặc là fanpage văn phòng luật sư UK, hoặc là fanpage Legal Advice UK, thì các chị có thể chuyên viên tư vấn liên hệ trực tiếp với Hiếu Hồ để mà giải thích thêm, tư vấn thêm cụ thể cách tốt nhất cho em nhé. Cảm ơn chị rất là nhiều. Nhân tiện đây thì em cũng xin kết thúc buổi livestream ngày hôm nay. Cảm ơn chị Dư đã dành thời gian để giải đáp mọi thắc mắc của mọi người. Và cảm ơn những ai đã tham gia buổi livestream ngày hôm nay. Rất vinh hạnh được đón chào mọi người trong buổi livestream ngày hôm nay. Và chúc mọi người một ngày tốt lành và hẹn gặp lại mọi người ở một buổi trực tiếp tiếp theo, có nghĩa là tuần sau. Mọi người hãy đón xem trên kênh page của văn phòng luật sư UK cũng như là Naomi Official và dịch vụ kế toán ở Mô Người Trả Anh nhé. Cảm ơn chị Julie đã tham gia buổi livestream ngày hôm nay. Chúc chị một ngày tốt lành. Cảm ơn Hannah và cảm ơn các anh chị đã theo dõi cái buổi livestream ngày hôm nay. Thì Julie và tức là Trung Ngọc rất là vui và vinh hạnh khi mà được mời đến cái buổi livestream ngày hôm nay, và mong rằng là trong tương lai thì Julie sẽ được gặp lại các anh chị và giải đáp nhiều thắc mắc hơn đối với các anh chị. Chúc anh chị ngày mới tốt lành ạ. Cảm ơn Hannah nhé. Dạ, cảm ơn chị rất là nhiều. Hẹn gặp lại chị nha.